Xin chào các bạn, mình nói chuyện một chút trước khi chúng ta bước vào phần trả bài nha. Tức là khoảng thời gian này thì mình nhận được cái sự phản hồi của các bạn á, là có những cái sự việc khó mà các bạn cũng xử lý được, rồi những cái ước nguyện á, bạn đạt được là các bạn phản hồi báo tin cho mình biết á, rồi có bạn đang thành công, đang thành công là đang có sự chuyển hóa thành công, rồi sau đó là cũng bị một cái thử thách tiếp theo nữa kéo đến. Cho nên có rất là nhiều những cái tình huống mà đã xảy ra và các bạn có phản hồi với mình, trong đó có bạn đạt được cái ước nguyện, đạt được cái vấn đề mà các bạn phải mất nhiều kia cả nhiều tháng cho đến một năm các bạn mới xử lý được. Cho nên là mình cảm thấy có động lực á, cho nên là hôm nay mình lại tiếp tục làm cái chủ đề, đó là điều mong muốn của bạn thì tiếp theo là bạn có thành công hay không, và cái điều mong ước của các bạn á, thì các bạn có đạt được y chang như bạn mong muốn hay không, hay là vũ trụ có xoay chuyển theo cái cách mà phù hợp với bạn hơn. Thì đó chính là cái mục tiêu của phần trả bài chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ các bạn chọn tụ bài nha. Các bạn tụ 1, 2, 3. Ok, rồi. Xin chào các bạn tụ 1. Điều mong ước của các bạn, bạn có đạt được thành công hay không? Rồi, chúng ta bắt đầu. Hôm nay là mình đổi qua cái bàn nhỏ đó mọi người. Oh my god, trời ơi, thực sự rất là bất ngờ. Như vậy á, là các bạn tụ một mạnh, năng lượng rất là mạnh và cực kỳ kết nối với mình luôn. Believe in the impossible có nghĩa là Lumon là trả lời gần như là thẳng với các bạn luôn rồi, một cách trả lời thẳng thắn rõ ràng, đó là bạn sẽ đạt được cái mong ước của các bạn luôn. Bởi vì khi Lumon xuất hiện thì gần như là chỉ khi Lumon xuất hiện nghĩa là bạn mới đạt được cái ước nguyện của bạn. Thì cái bạn thấy không, cực kỳ tâm linh, rất là kết nối. Tại vì chúng ta đang hỏi cái câu hỏi bạn có đạt được mong ước hay không thì bạn đã ra một cách rất là thẳng thắn. Đây là một sự may mắn tuyệt vời dành cho các bạn tụ một nha. Tiếp theo, nhìn bức tranh lớn hơn. Bạn càng tập trung vào trong cái mục tiêu của bạn á, cứ nhìn thấy cái mục tiêu đó của mình và mình bằng mọi cách mình vượt qua được những cái khó khăn, thử thách mà nó đang xen vào, hoặc là những cái chuyện trục trặc gì đó mà nó cứ nhỏ nhỏ lặt vặt nó cứ diễn ra, thì chỉ cần là bạn tập trung vào trong cái mục tiêu của bạn thôi thì bạn sẽ có động lực để bạn vượt qua được những cái thử thách. Mình ví dụ như bạn đặt cái mục tiêu là tôi sẽ làm việc tốt tại công ty này, thì á, cho dù là bạn có những chuyện nó rất là lặt vặt xảy ra trong các mối quan hệ, chẳng hạn là cạnh tranh, là ganh đua với nhau, hoặc là những chuyện chơi xấu lặt vặt nơi công sở, thì chỉ cần là bạn tập trung vào trong mục tiêu của bạn á, thì bạn sẽ vượt qua được những cái chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ cạnh tranh tại nơi công sở nha. Mình đem một cái trường hợp như vậy để mình ví dụ á, chứ còn các bạn thì những cái mong ước của bạn mỗi người nó sẽ khác nhau. Cái thông điệp này ý nói cứ tập trung vào mục tiêu của mình thôi, thì mình đủ động lực để mình vượt qua những cái thử thách. Wow. Các bạn đang có nhiều cực kỳ cái tiềm năng sinh lợi. Sinh lợi đây là sinh lợi nhuận á, có nghĩa là công việc của bạn á là rất rất là có tiềm năng nha, để các bạn có nguồn thu hoạch tốt. Tại vì cái sự thịnh vượng nó đang ở phía trước mặt của bạn, có nghĩa là cái cơ hội để đạt đến cái sự thịnh vượng á, công việc tốt, có nguồn thu nhập tốt, đấy là đang gọi là đang chờ đợi các bạn thôi. Vượt ngoài vùng an toàn đó nè mọi người. Vượt ngoài vùng an toàn ở đây các bạn có thể là suy nghĩ thử cái mới, ví dụ như là làm công việc mới, lập một công ty mới, hoặc là đó có nghĩa là không có cần thiết là bạn phải làm đúng y chang những việc mà trước giờ các bạn từng làm nha. Đó là về phần công việc á. Còn về phần tình cảm thì các bạn hãy vượt ngoài vùng an toàn theo kiểu trước giờ mình sợ mất, mình lệ thuộc cảm xúc, mình thích níu kéo, rồi mình đó là cái trạng thái mà bạn thử làm theo cái cách khác đi. Chẳng hạn như là bạn có thể ngó lơ một chút, bạn có thể im lặng nè,
rồi bạn không cần phải cố gắng, không cần phải nỗ lực nè, bạn buông trôi thử xem sao, thì cái đó gọi là vượt ngoài vùng an toàn đó mọi người. Vượt ngoài vùng an toàn có nghĩa là bạn hãy thử những cái cách mà nó khác biệt trước bây giờ, kể cả là công việc hay tình yêu nha. Nếu như mình mãi là cái người yêu thương một cách nhiệt tình quá mà mình thấy cái kết quả nó lại không có đạt như những gì mình mong muốn, thì mình hãy thử thả lỏng, thử ngó lơ, thử lạnh lùng một chút. Ok, ok. Còn cái công việc và cuộc sống á, thì bạn thử cái mới, những cái khác biệt trước giờ. Wow, discovering too. Bạn đang trong cái giai đoạn khám phá ra cái sự thật về bản thân. Bạn học nhiều hơn nè, hoặc là bạn đi học nè, bạn đi làm việc nơi khác nè, hoặc là bạn đang trong cái hành trình nè để tìm ra cái sứ mệnh của mình thật sự là gì trong cuộc đời này. Cái này là discovering, nghĩa là đang trên đường nha mọi người, đang tìm tòi, đang khám phá. Wow, cái thông điệp này rất là tuyệt vời, tại có sự chuyển hóa đến. Nó giống như là một cái, đến cái giai đoạn là bạn sẽ rất là tự tin á, tự tin giống như nói ra những cái niềm hạnh phúc của bản thân, hoặc là giai đoạn mà bạn rất là tự tin nha, chào đón những cái sự chuyển hóa, những cái niềm vui. Chính xác, rất kết nối nha mọi người, chúng ta ra luôn cái thông điệp niềm vui á, đến với bạn. Nhiều điều tuyệt vời á, thực sự rất là tuyệt vời đang chờ đón các bạn nha. Cho nên cái phần trả bài của các bạn tụi một ngày hôm nay á, nó có yếu tố là điều kỳ diệu, phép màu. Thật sự là có điều kỳ diệu và phép màu sẽ tràn vào trong cuộc sống của các bạn. Đến lúc là bạn mở rộng cái trái tim của mình để bạn đón chào. Cho nên là mấy bạn rất là rõ ràng rồi á, là các bạn sẽ đạt được cái mong ước của các bạn. Chúng ta thêm một cái thông điệp đó là tầm nhìn ở trên cao á, tầm nhìn ở trên cao để thấy toàn bộ cái bức tranh. Ok. Các bạn có 9 gậy, 10 gậy. Các bạn có cái sự phát triển cao hơn về nhận thức. Bạn có sự thay đổi về cách nhìn á. Các bạn có 9 gậy, 10 gậy, The Tower, The Heuristic và Death and Rebirth. Wow. Trời ơi, những cái biến động rất là lớn ha, mà các bạn vượt qua những cái áp lực nặng nề trong công việc, những sự thay đổi, những sự di chuyển liên quan đến công việc hoặc nơi ăn chốn ở, mà là những cái sự thay đổi cái cuộc hành trình, nó có làm cho các bạn rất là mệt, hoặc là bạn nhiều cái chuyến đi, nhiều những chuyến đi xa, nhiều những cái chuyến đi mà rất là đòi hỏi cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng của các bạn. Có những cái biến động liên tục, những cái biến động nó đến, cho nên nó khiến, nó ảnh hưởng đến cái nội tâm của các bạn nhiều. Nhưng mà cũng vì vậy á, mà bạn thấy bạn trở thành cái người sâu sắc hơn á. Bạn có nhiều thời gian để bạn suy nghĩ. Ở đây là cái điều, một cái bước ngoặt mới là đang đến với bạn rồi nha. Tại vì death rebirth đó là chết đi và hồi sinh. Bạn qua trạng thái nè, bạn tới giai đoạn có sự hồi sinh. Cho nên giai đoạn này các bạn cứ từ từ mà xem nha, nhiều cái điều kỳ diệu đến. Để mình tiếp tục nè. Nhưng mà khi mà mình lên 5 cái lá này thì mình thấy thật sự rất là khủng khiếp cho cái chặng đường vừa rồi các bạn đi qua. Nhiều cái áp lực, nhiều cái gánh nặng, thậm chí nhiều sự di chuyển, nhiều sự thay đổi. Đúng là đúng chính xác như cái câu gọi là chết đi một lần á và đang hồi sinh. Uống ly. Sun of Pentacles. Wow. Temperance.
Ô 10 ly nè mọi người, hai lá cuối cùng nha. Cái này là 8 gậy và nữ hoàng kiếm á. 8 gậy nữ hoàng kiếm. Cái này nè, các bạn sẽ có cơ hội mới trong công việc, cơ hội kiếm tiền mới, cơ hội công việc mới. Rồi, các bạn á, là đúng death and rebirth á, có nghĩa là chết đi hồi sinh. Các bạn vượt qua những điều rất là khủng khiếp nha, vượt qua. Và cái sự thay đổi đang đến cho mọi người. Cho nên là cái cơ hội nè, cái cơ hội cho cái nguồn thu nhập mới của các bạn nha, công việc mới. Rồi ở đây các bạn thấy là bắt đầu á, cân bằng hài hòa lại cuộc sống và chạm đến cái nguồn hạnh phúc cao nhất. Bạn sẽ đạt đến cái hạnh phúc trọn vẹn. Rồi sau đó nó sẽ là một giai đoạn tăng tốc. Cái cuộc sống bạn có sự phát triển nhanh hơn cái giai đoạn trước, cái sự tăng tốc. Hoặc là liên quan đến công việc di chuyển nhiều, hoặc là công việc phát triển. Cái nữa là bạn thấy lên nữ hoàng kiếm á, nữ hoàng kiếm là sự rõ ràng. Ví dụ như bạn định hướng điều gì cho cuộc đời bạn á, rồi bạn mong muốn điều gì, bạn thấy là sẽ có sự rõ ràng, hoặc là bạn sẽ nhận được cái thông tin cực kỳ rõ ràng và dứt khoát nha. Chứ không có phải trong cái giai đoạn nghi ngờ, lờ mờ nữa. Bạn đang có cơ hội mới rồi, cho nên thành ra cái cơ hội mới này nè, nó có thể đạt đến cái sự thịnh vượng hay không, nó sẽ phụ thuộc vào các bạn nha. Cái điều này rất là lưu ý chỗ này nè mọi người. Có nghĩa là cái cơ hội về tiền bạc, thậm chí cái sự thịnh vượng á, đang ở phía trước mặt bạn, nghĩa là cơ hội tới. Cho nên bạn phát triển được nhiều hay ít, có nghĩa là bạn sẽ đạt được cái sự thịnh vượng á, nó nhiều hay ít, thì cái đó nó lại phụ thuộc vào các bạn nha. Phụ thuộc vào các bạn. Rồi, cái này á, vậy mình kết luận nha. Kết luận là bạn đạt được cái sự mong muốn của các bạn. Các bạn thành công trong cái việc đạt được mong muốn. Nhưng mà bạn phát triển giai đoạn tiếp theo, cái điều mà bạn mong muốn bạn phát triển được như thế nào, thì cái đó sẽ phụ thuộc vào bạn. Tức là phụ thuộc bạn sẽ vận hành ra sao, bạn duy trì như thế nào, thì cái đó sẽ phụ thuộc vào các bạn nha. Và cái đó chúng ta sẽ còn làm tiếp tục những cái trải bài á, chẳng hạn như là những cái trải bài bạn sẽ phát triển công việc như thế nào, hoặc là bạn sẽ phát triển cái tình yêu như thế nào, về lâu về dài ra sao, thì cái này mình sẽ làm một cái trải bài riêng nữa. Nhưng mà hiện tại là chúng ta đang có thông tin là bạn tiếp nhận cái mới á, và cái cơ hội, thậm chí là cái cơ hội rất là tuyệt vời, nó như phép màu luôn, chờ đợi các bạn là trao đến bạn rồi đó. Ok, mình xin kết thúc thông điệp của các bạn tụ 1. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ 2. Do là mình nhận được cái sự phản hồi với mọi người, các bạn đạt được cái mong ước, đúng cái mong ước các bạn luôn á, cho nên là bạn thấy là mình mới có động lực mình làm cái trả bài này tiếp tục. Cho nên hôm nay là cái tinh thần của mình rất là sẵn sàng về cái chủ đề này nha. Và hồi nãy mình trải qua luôn các bạn tụ 1 á, là mình cũng cảm thấy là cực kỳ có động lực luôn. Bây giờ tới các bạn tụ 2 ha, chúng ta xem như thế nào về cái điều mong ước của các bạn. Bạn có thành công đúng cái bạn mong ước hay không, hay là vũ trụ sẽ xoay chuyển theo cái kiểu gì đó mà nó phù hợp với các bạn hơn. Ok. Trời ơi, đây, cái này lật lên nha mọi người. Các bạn có sự hỗ trợ nè. Trước mắt là thấy bạn được hỗ trợ, được ủng hộ. To the sea. Rồi. Có sự nhẹ nhàng xuôi dòng. Bạn càng nhẹ nhàng bao nhiêu á, là bạn lại càng nhanh bấy nhiêu nha. Có nghĩa là nhiều khi bạn buông chút xíu, mình không cần phải gồng mình lên một cách quá mức á, đừng có gây áp lực với bản thân một chút, vậy mà lại hay nha mọi người. Tiếp theo, các bạn có imagine. Tiếp tục, các bạn có order, lister và thông điệp cuối.
Why? Có tìm tòi, có suy nghĩ, có đặt cái câu hỏi tại sao. Đây. Ok. Rồi, để mình xem ha. Có đặt câu hỏi tại sao, đang tìm tòi, và ở đây có liên quan đến kích hoạt sự sáng tạo của các bạn lên nhiều nè. Rồi liên quan đến những cái lấp lánh, để xem là chuyện gì ha. Đây có phải là sự thịnh vượng tiền bạc vật chất hay không. Nhưng mình vẫn thấy các bạn đang vướng mắc một cái câu hỏi nha. Vướng mắc câu hỏi, chẳng hạn như là cũng có thể bạn đang vướng mắc là liệu mình phát triển không, hay là đó, mình đang thấy các bạn vướng mắc một cái câu hỏi, để xem nào. Wow, Freak Adventure. À đúng là bạn à. Oh, Wondrous Universe. Đúng là điều tuyệt vời là đến đó mọi người. Điều tuyệt vời là đến. À, bạn đang giống như kiểu cái này là giống như là một cuộc phiêu lưu lớn hơn, thì có nghĩa là bạn đang muốn phát triển một cách rộng lớn hơn. Từ từ để mình xem nha. Giống như rồi, cái này cũng có thể là liên quan đến cái việc di chuyển, cũng có thể liên quan đến việc bạn đi học, đi làm việc ở một cái nơi khác, hoặc là bạn đang có những cái ý định, kế hoạch, đó là bạn ra khơi như thế nào, kiểu như là bạn phát triển, bạn làm chủ như thế nào đó, bạn đang có cái kế hoạch nha. Các bạn thấy cái hành trình này có đồng đội, vậy là một là có sự hợp tác, hoặc là có đội nhóm, hoặc là bạn được ủng hộ, có nghĩa là bạn làm một mình cũng được nhưng bạn có người ủng hộ. Rồi, bạn đang rất là sẵn sàng để mà thực hiện cái kế hoạch của bạn. Ví dụ bây giờ bạn đang lập kế hoạch là tôi sẽ làm gì bước tiếp theo đó, nhưng bạn tinh thần thì rất sẵn sàng hành động luôn, có, nhưng đồng thời cũng còn nhiều những cái câu hỏi bạn vẫn còn đang vướng mắc cái điều gì đó nè. Tiếp tục. Bạn đang có cái sự đấu tranh trong cái tâm lý của bạn á, liên tục là nó có những cái câu hỏi nha mọi người. Rồi, tiếp nữa, đúng là như vậy, đúng là sự vướng mắc trong cái tâm lý của bạn nè. Hoặc là ví dụ như các bạn đang nghi ngờ, bạn chưa có thông suốt. Rồi, bạn được sự ủng hộ, có nhiều bạn thì là được sự ủng hộ bởi chính người yêu thương các bạn nha. Chồng vợ của bạn hoặc người yêu của bạn. Được sự ủng hộ dữ lắm từ cái the lovers của bạn nha. Rồi, ở đây á, bạn có cái vướng mắc về tâm lý cho nên nhiều khi bạn không có nói chuyện được, hèn chi. Nãy giờ cái phần trả bài của các bạn tụi hai á, là mình đâu có vấn đề gì đâu. Tức là mình đang rất là thoải mái luôn mà có cái gì đó là mình không có diễn tả được. Luân xa cổ họng. Các bạn đang có cái vấn đề của luân xa cổ họng, có cái gì bạn còn cảm thấy ấm ức hay sao? Hoặc không phải ấm ức mà bạn bị phân vân hay sao á? Như ví dụ liên quan đến công việc của bạn đi. Hoặc là liên quan đến các mối quan hệ nào đó của bạn đi, bạn đang có cái gì đó bạn bị phân vân. Bạn chưa kết luận được là đúng hay sai, bạn chưa kết luận được là tốt hay xấu. Kiểu như bạn lưỡng lự, bạn phân vân, bạn vẫn còn tìm thêm nhiều, muốn tìm thêm thông tin nữa. Bạn không có diễn đạt được lắm về cái suy nghĩ của bạn nha. Nó có cái gì đó nó khiến bạn là bạn muốn giải phóng, bạn muốn tháo những lớp mặt nạ, bạn muốn sống một cuộc đời nó thoải mái hơn, bạn không có muốn vướng mắc. Mà ở đây á, cái tâm lý của bạn là như vậy, nhưng mà một tin rất vui cho bạn á. Một tin rất là vui cho các bạn, thì cái người nào yêu thương bạn, cái người đó là người ủng hộ bạn á. Cái người nào mà yêu thương mà bạn sẽ cảm thấy cái người đó là muốn bao bọc, muốn chở che, muốn bảo vệ, thì chính cái người đó mới đúng là cái người mà hỗ trợ các bạn nha, với là vũ trụ. Cho nên cái điều tuyệt vời đến với các bạn tuần 2 á, yên tâm một chỗ,
là bây giờ bạn có bị vướng mắc về tâm lý đi, bạn chưa có ra được cái nhận xét một cách dứt khoát đi, rồi bạn còn lưỡng lự đi, không sao hết nha, cái chuyện đó yên tâm đi, cứ thoải mái và để cho cái tâm lý của mình nó được thoải mái hơn đi nè. Rồi còn cái chuyện gì á, cái chuyện gì mà bạn còn đang tìm cái câu hỏi là không cần phải tiếp tục cố gắng để tìm ra cái câu trả lời đâu. Bởi vì cái điều tuyệt vời á, đến với bạn, thật ra cái năng lượng vũ trụ rất là ủng hộ các bạn nha. Các bạn tù 2 á, là các bạn cứ bị yên tâm đi. Mình phân tích cho các bạn á, là mình rất là tự tin để nói, để dịch cái thông điệp cho bạn nha. Tại vì á, đã có những cái trường hợp rất là khó, là cũng các bạn không á, là khán giả của mình, là khách hàng của mình. Cái trường hợp nó khó lắm mọi người, chẳng hạn. Vậy á, mà cuối cùng á, cái bạn nó bền bỉ sau một năm đã phản hồi cho mình rồi. Cho nên mấy bạn biết là mình cứ từ đó mà mình có những cái động lực á, và mình rất là tự tin để dịch cái thông điệp cho các bạn. Cho nên là trường hợp này mình biết á, bạn nhìn cái tâm trạng của bạn là nó giống như kiểu một cái màn đen. Cái màn đen trong cái tâm lý của bạn á, bạn vẫn còn nhìn thấy mọi thứ nó đen, nó tối. Rồi bạn vẫn cảm thấy là mình đang phải đeo mặt nạ, mình đang bị bó buộc cái gì đó mà bạn muốn giải phóng ra. Cái này cứ từ từ thôi, mình tháo gỡ một cách từ từ. Quan trọng là cái tâm lý của mình nó phải nhẹ nhàng xuống, nó bớt áp lực. Và ở đây có cái tin vui cho bạn á, là vũ trụ á, đem đến cho bạn cái điều rất là tuyệt vời. Bạn được sự hỗ trợ từ vũ trụ và năng lượng của bạn cực kỳ kết nối với năng lượng vũ trụ. Cho nên các bạn hãy tự tin lại nào. Cho nên cứ tự tin lên nha. Tại vì cái này là, cái đây mới là vấn đề quan trọng nè. Tại vì bạn rất kết nối với năng lượng vũ trụ. Mình tiếp tục. Các bạn có 3 ly. Bạn được sự ủng hộ của nhiều người lắm chứ không có ít đâu. 2 kiếm. Page of Swords. Trời, mấy bạn tù 2 cũng là cái người rất là trùm trong cái việc tìm tòi khám phá, đọc sách. Bạn có khả năng phát minh ra những cái ý tưởng mới nữa nha. Cái khả năng sáng tạo của bạn cao. Oh my god, trời, đúng là bạn đạt được cái mong ước của bạn á, bạn thành công cho cái mong ước của bạn á. Và cái thời gian sau này á, khi mà bạn vượt qua cái giai đoạn 2 kiếm á, tức là bạn vượt qua cái giai đoạn mà bạn còn phân vân này, còn hoang mang này, kiểu như cái tâm lý, cái suy nghĩ á, nó vẫn còn không biết làm sao bây giờ á, đó, bạn vượt qua được cái sự vướng mắc về tâm lý á, thì bạn sẽ rất là nổi bật. Bạn sẽ là những cá nhân cực kỳ nổi bật nha, và sống hết mình với cuộc đời, với công việc, với lý tưởng, với ước mơ của các bạn luôn. Có nhiều người còn truyền cảm hứng, còn gây sức ảnh hưởng nữa đến người khác luôn. Rồi có nhiều bạn thì là rất có sức ảnh hưởng, hoặc là noi gương cho người khác, hoặc là làm lãnh đạo. Có nhiều bạn là phát triển thành giống như cực kỳ là cái người hướng dẫn á. Các bạn cũng lên tầm là cái người hướng dẫn, giảng dạy luôn á. Và cái niềm vui là tràn ngập. Đây có nhiều bạn làm cái công tác hướng dẫn, giảng dạy, hoặc là các bạn có nhiều những cái niềm tin bên tâm linh cũng có luôn nha. Đó, thì mình thấy là sau này các bạn rất tự tin á. Sống hết mình, làm việc hết mình. Và đầy cái sự sáng tạo. Rồi, cứ từ từ. Cho dù cả 1-2 năm cũng có để đó từ từ 1-2 năm sau phản hồi lại cho mình. Tại vì mình là có nhiều cái kinh nghiệm nhận cái phản hồi lắm rồi. Có nhiều bạn là 8 tháng sau mới trả lời. Có nhiều lúc mình cũng cảm thấy vui lắm. Giống như là có nhiều bạn cũng kiên nhẫn, khi đến với mình cũng kiên nhẫn lắm. Rồi cũng chờ đợi còn nhiều tháng, thậm chí 1 năm á. 1 năm sau. Nhiều lúc mình cảm thấy vui đó là mấy bạn kiên nhẫn mà mấy bạn không có bực bội á. Rồi, để mình tiếp nha. Để mình sóc lại đàng hoàng nha mọi người.
À, trong các bạn tuổi 2 cũng là người nên lưu ý những cái thông tin nào phù hợp với bạn và thông tin nào không phù hợp. À, mình đang nói không phải mình đang nói về cái thông tin mình gửi cho bạn, mà mình đang nói về trong các mối quan hệ của bạn á, trong các mối quan hệ làm ăn nè, là các bạn nên sàng lọc cái gì phù hợp không phù hợp nha. Các bạn có ba gậy. Đó, năm gậy nè. Đây, biết ngay mà. Bạn còn có ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, ảnh hưởng sức giấc ngủ của bạn. Lo lắng rồi bạn còn tưởng tượng bằng suy diễn. Đó, kiểu như là cái tâm trí, cái tinh thần của bạn nó có sự căng thẳng á. Căng thẳng cho nên thành ra là thậm chí bạn có những cái giấc mơ mà nó cũng gây áp lực cho bạn nữa nha. Trong cái giấc mơ mà bạn cũng là cái người đi chiến đấu nữa. Tám kiếm rồi, còn những cái suy nghĩ nào mà khiến cho các bạn bị trói buộc không còn là chính mình đó, thì bạn nên buông. Bạn nên buông. Rồi, mình có thông tin cho các bạn luôn, là trước khi mà các bạn đạt được cái mong ước của các bạn là bạn phải đi qua một chặng đường khá vất vả. Cái chặng đường vất vả này là có những cái cạnh tranh trong công việc, hoặc là bạn phát hiện có những điều cái công việc nó không phù hợp với bạn. Rồi có một số bạn cảm thấy mệt mỏi với công việc, áp lực với công việc. Hoặc cái áp lực này nó cũng có thể đến từ cái điều gì đó trong cái công việc mà bạn cảm thấy không có phù hợp với bạn. Hoặc là khi tiếp xúc với cái công việc nào đó, hoặc là khi tiếp xúc với cái môi trường nào đó, con người nào đó, mà bạn cảm thấy bạn không còn là chính mình. Bạn bị mất đi cái chính kiếm, bạn sống trong cái trạng thái lo sợ bất an. Thì đây chính là cái bạn hãy phát triển thật mạnh về tâm linh để bạn vượt qua những cái suy nghĩ mà không còn là chính mình. Cho nên trong tất cả những mối quan hệ của các bạn, nhất là trong công việc, mà bạn thấy rằng là người ta cũng tốt đó, nhưng mà cái đường lối của họ nhiều khi không phù hợp với mình. Hoặc là họ cũng tốt đó, nhưng mà khi mình tiếp xúc với họ và mình làm cái công việc theo họ, thì mình có cảm giác mình không còn là chính mình. Mình không có thoải mái, mình không có tự do, có cái gì đó nó ngược với cái tư tưởng của mình. Thì bạn nên buông, bạn nên dừng, và bạn nên đi theo cái sự phát triển mà bạn có thể bộc phát được hết con người thật của mình. Cho nên là các bạn á, trước khi đạt được cái mong muốn á, là các bạn sẽ phải đi qua cái giai đoạn là cái sự lựa chọn. Bạn lựa chọn cái điều gì nào? Bạn lựa chọn là bạn được sống một cuộc sống mà nó nhiều niềm vui, nhiều những nụ cười. Bạn làm việc mà bạn có thể đạt được đầy cái sự sáng tạo theo ý của bạn. Còn nếu như bạn lựa chọn cái sự lựa chọn khác, thì coi chừng cái sự lựa chọn đó, xung quanh người ta cũng có thể tốt đấy, hoặc là người ta không tốt không xấu, hoặc là cái công việc nó cũng tốt á, nhưng liệu rằng nó có phù hợp với bạn không, nó có phù hợp với cái trái tim của bạn, cái tinh thần của bạn, cái quan điểm sống của bạn không? Tại như nếu như đó cũng là một công việc tốt đấy, nhưng nó không phù hợp với bạn, thì nó cũng sẽ làm cho bạn đánh mất chính mình. Cho nên thành ra là bạn sẽ phải đi qua cái giai đoạn là lựa chọn sao cho bạn trở thành cái người phát triển một cách đầy niềm vui và đầy sáng tạo nha. Hãy lựa chọn cái này. Ok, mình xin kết thúc phần thông điệp của các bạn tụ 2. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ 3. Bạn có đạt được cái mong ước của bạn hay không? Bạn có thành công hay không? Hay là vũ trụ sẽ xoay chuyển các bạn theo cái hướng phù hợp với bạn? Đó chính là mục tiêu của mình ha. Và giống như mình có nói rồi, là do mình nhận được phản hồi và mình rất là vui, có những trường hợp các bạn rất là bị thử thách, cái trường hợp nó rất là khó, vậy mà cuối cùng một năm sau mình cũng nhận được cái phản hồi là các bạn thành công. Cho nên thành ra thật sự mình rất là có động lực mọi người. Mình cảm thấy vui lắm và mình rất là sẵn sàng cho cái phần trả bài chúng ta ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Các bạn tụ 3, là bạn có đạt được cái mong ước hay không? Hay là cái thành công như thế nào? Các bạn có hold your vision. Cái tình thế nó vẫn còn đang chuyển hóa nha mọi người. Nó chưa có cố định đâu nha. Time for healing. Quan trọng là cái tinh thần và cái lập trường của bạn á, bạn phải vững.
bạn phải vững và bạn phải đan xen với cái sự chữa lành để linh hồn mình được trưởng thành hơn, linh hồn mình trở thành bản lĩnh hơn á. Mình trưởng thành, mình bản lĩnh hơn. Work through your fear. Wow, lại tiếp tục là phải vượt qua được cái nỗi sợ. Trong lát đừng để quá khứ nếu chân bạn lại. Cho nên là cái quá khứ bạn có vất vả thế nào, cho dù bạn có trật lên trật xuống như thế nào, cái quá khứ nó làm cho bạn là tràn ngập cái cảm giác sợ hãi ra sao, thì mình cũng phải thật là can đảm, dũng cảm lên mọi người. Kích hoạt cái năng lượng can đảm của các bạn lên. Cũng phải chiến thắng được quá khứ, chiến thắng được nỗi sợ. Để mình tiếp. Mình cũng nói thêm với các bạn như thế này. Đúng là sẽ có những thời điểm mà cái nỗi sợ nó quá lớn. Thì trong cái trường hợp đó mình có kinh nghiệm như thế này. Trong trường hợp đó là các bạn hãy hết sức là điềm tĩnh, và đặc biệt các bạn gửi sự cầu nguyện lên nha. Gửi sự cầu nguyện lên một cách đầy sự kính trọng ở trong đó, lên vũ trụ. Và đồng thời các bạn làm cái bước đi đầu tiên. Cái bước đi đầu tiên là gì? Vực sức khỏe của bạn lên. Đây là kinh nghiệm của mình. Bạn nào mà theo dõi mình mấy năm nay là các bạn sẽ biết được những năm trước mình te tua tả tơi như thế nào. Cho nên là các bạn vực cái sức khỏe lên đó, tại vì cái sự tiếp đất và cái hấp thụ năng lượng của ánh sáng mặt trời, cái đó chính là cái bạn đang gửi thông điệp vào vũ trụ đó. Thì vũ trụ mới kết nối với bạn, và sau đó bạn gửi sự cầu nguyện lên. Nếu như các bạn đang trong một cái tình huống mà các bạn thấy mọi thứ nó như là cái hố đen á, còn nếu như mà bạn không đến mức như vậy thì từ từ điềm tĩnh chữa lành, và từ từ mình nâng cao hơn nữa cái sự can đảm của mình. Ok, mình tiếp tục nha. Là bạn có đạt được cái sự mong muốn của bạn không? Các bạn có reaching your destination, đạt được cái mục đích của bạn rồi nè. Your light, thật ra cái ánh sáng của bạn đang ở trong cái giai đoạn rất là tỏa sáng. Mọi người á, bắt đầu, cho dù bạn có đang ở trong cái hố đen nha, thì cũng là tới lúc lấy lại sự tự tin được rồi nha. Tại vì bạn sẽ có sự chuyển hóa, có nghĩa là đạt được cái mong ước, đến được cái nơi mà bạn đến nè. Traveling lightly. Wow, cái hành trình cuộc sống sau này của các bạn á, là nó nhẹ nhàng lắm, chứ nó không còn là những cái nỗi sợ, những cái gánh nặng như giai đoạn trước nha. Quá khứ không lặp lại nha mọi người. Các bạn yên tâm nha, cái quá khứ không lặp lại, bởi vì cái hành trình của bạn á, nó có thể là vẫn còn nhiều điều mà các bạn phải cố gắng thích nghi, nhưng nó không còn gây cho các bạn cái cảm giác nặng nề như giai đoạn trước. Journey by moonlight, believe in magic. Wow, tin tưởng vào phép màu, tin tưởng vào điều kỳ diệu và bắt đầu chu kỳ mới. Ok, chắc chắn là chuyển hóa, là chuyển hóa rồi. Cho nên cái giai đoạn mà bạn sống trong nỗi sợ hoặc là sống trong giai đoạn áp lực thì nghĩa là cái giai đoạn đó thay đổi, nó không còn cái giai đoạn đó nữa. Bạn bước qua một cái chu kỳ mới và cái điều kỳ diệu á đang đến. Cho nên đừng bao giờ mà từ bỏ cái việc tin vào phép màu. Các bạn cứ thử hỏi tất cả những bạn mà đi qua cái giai đoạn khó khăn kinh khủng đi, thì gần như là 100% các bạn sẽ nhận được cái câu trả lời, đó là cuộc đời có phép màu. Thử hỏi đi nha, để các bạn có cái niềm tin nhiều hơn. Rồi, ok. Để mình tiếp. Cái tính cách của mình á, mình là con người thẳng thắn, cho nên nếu như các bạn nghĩ rằng á, là mình làm trải bài để an ủi á, là không phải đâu. Không, mình không bao giờ là cái người đi an ủi nha. Tại mình thấy an ủi thế này thế kia nó không hiệu quả đâu mọi người. Mình chỉ làm những gì á mà phân tích đúng cái năng lượng thôi. Và quan trọng á, là cách nhìn nhận cái vấn đề á, thì mình chia sẻ về những cách nhìn nhận vấn đề á, thì có, chứ còn nói mình an ủi là không có chuyện đó đâu. Oh my god, giật mình. Wow,
các bạn có sự phát triển về tâm linh một cách mạnh mẽ. Các bạn được sự ủng hộ, hỗ trợ, sự giúp đỡ từ những người mà bạn không nhìn thấy được, hay các bạn còn gọi đó là higher power, được giúp đỡ bởi cái nguồn năng lượng cao hơn là rất rõ. Và cho nên các bạn hãy cứ nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ từ những nguồn năng lượng cao hơn. Nhưng mình giải thích thêm là nếu như các bạn không làm gì cho chính mình thì cái cầu nguyện đó không bao giờ là có hiệu quả. Các bạn hãy nắm cái nguyên tắc như vậy nha. Ý mình muốn nói là ít nhất bạn phải quay về chăm sóc bản thân để cho những nguồn năng lượng cao hơn người ta nhìn thấy, à, bạn yêu thương cái cuộc sống của bạn thì người ta mới trao cái sự sống cho bạn. Cho nên nhiều bạn rất hiểu lầm ở chỗ này. Rất nhiều bạn hiểu lầm là mình không được, đừng làm gì hết, tự nhiên mọi chuyện nó đến. Không phải đâu. Nếu như vũ trụ hay là những nguồn năng lượng cao hơn, người ta không nhìn thấy được cái sự nỗ lực bảo vệ bản thân của bạn, không nhìn thấy cái sự nỗ lực để bạn thay đổi cuộc sống, là bạn thấy bạn sẽ chờ rất lâu, bạn sẽ chờ rất lâu. Cho nên các bạn nắm cái nguyên tắc này nha, là gấp rút lên á, nghĩa là gì? Bạn không có làm cần làm cái gì cao siêu hết. Đừng hiểu lầm là bạn phải làm cái gì cao siêu nha. Chúng ta đang bị thử thách mà, làm sao chúng ta làm cái gì cao siêu được. Bạn chỉ quay về chăm sóc bạn thôi. Bạn ăn uống thật là tốt vào, bạn rèn luyện lại sức khỏe, bạn cố gắng cầu nguyện, bạn cố gắng hướng về tâm linh, bạn cố gắng viết ra cái cuộc đời của bạn, viết ra những gì mà bạn mong muốn cho cuộc đời. Hãy bắt đầu từ những thay đổi thật là nhỏ bé đó. Nhưng mà chính những cái sự thay đổi thật nhỏ bé đó mà các bạn thấy những cái điều khủng khiếp tuyệt vời lớn nào nó cũng có thể xảy ra sau đó. Ở đây bạn đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn rất là sáng, cực kỳ sáng về vật chất. Bạn cải thiện hơn, đời sống vật chất của bạn đủ đầy, sung túc. Và đặc biệt có nhiều bạn ở đây là cái sự mong ước của các bạn mình thấy có liên quan đến tâm linh, có liên quan đến người chữa lành, có liên quan đến cái trực giác của bạn và năng lượng nữ tính cao hơn, liên quan đến con mắt thứ ba của bạn sáng hơn. Rồi, để mình tiếp. Ý, tắm gậy nha mọi người. Đây nè. Bảy xu, 10 gậy. Tám ly, hai lá cuối cùng nha. Oh, the rest. Wow, rất là kết nối, năng lượng nữ tính các bạn tăng. Và hai kiếm. Ở đây nè, cái năng lượng tiền của các bạn á, là các bạn cứ tiếp tục gieo trồng nha. Tại vì đều được ghi nhận cái công đức hết á. Đến thời điểm nào bạn được hưởng á, là cứ để tự nhiên hưởng thôi. Còn giờ nếu mà bạn cảm thấy bạn cống hiến được nhiều á, cứ cống hiến thôi. Cứ việc cống hiến rồi cứ cố gắng thay đổi cuộc sống của mình. Bạn thay đổi công việc cũng được, bạn thay đổi nơi ở cũng được đó. Rồi đó, kiểu như là bạn cứ linh hoạt á, bạn xử lý những gì ở trước mắt. Ví dụ như trước mắt có chuyện gì đó khẩn cấp, quan trọng gì đó, bạn cứ tìm cái cách bạn xử lý nó từ từ. Bạn tập trung vào điều đó. Còn lại cái phước đức, cái công đức hay còn gọi là cây tiền của bạn, là nó đang trong cái giai đoạn nó nảy mầm, nó phát triển. Đang trong cái giai đoạn bạn được giống như kiểu tích lũy. Giai đoạn tích lũy, còn khi nào bạn được hưởng là bạn cứ để tự nhiên hưởng thôi. Tại cái phần này nó giống như gọi là cái phần công đức nha, nó rất là quan trọng. Nhưng như thế này là mừng lắm rồi mọi người. Còn ở đây mình đang thấy cái sự nỗ lực của bạn nhiều lắm á, tại vì bạn thật sự là cái người rất là cố gắng trong cái giai đoạn thử thách. Như công việc có áp lực gánh nặng nhiều như thế nào thì hầu như mình đều thấy bạn rất là kiên cường á. Rồi ở trong những cái giai đoạn hoang mang như thế nào, rồi những cái giai đoạn mà bạn phải buông bỏ này nọ, bạn phải từ bỏ nhiều cái điều mà bạn yêu thương á, những cái đó, thì bạn thấy là hầu như bạn đều vượt qua hết á. Có nghĩa là những cái giai đoạn thử thách như thế nào, bạn đều nỗ lực, bạn đều cố gắng.
Cho nên trước mắt cái thành công của bạn chính là năng lượng nữ tính, không có liên quan giới tính nha. Năng lượng nữ tính là bạn thấy bạn thay đổi nhiều, bạn toát ra cái nguồn năng lượng này, bảo vệ này, yêu thương nè, rồi toát ra cái nguồn năng lượng thấu hiểu nè, rồi tâm lý nè, rồi bạn toát ra cái vẻ đẹp nhé, giống như bạn sẽ thay đổi luôn cả cái vẻ đẹp bên ngoài. Wow, để mình tiếp. Nhưng ở đây á, rõ ràng là có nhiều bạn vẫn còn trong cái nỗi sợ. À, nhưng mà vượt qua cái nỗi sợ như thế nào thì mình đã nói rất là nhiều cái đoạn đầu rồi á, các bạn cứ nghe cái cách mình phân tích từ từ nha. Tiếp theo đó, ok, chúng ta sẽ tới bộ này. Rồi, bạn có đạt được 9 xu phải không? Đã nói là cái phần công đức á, cái phần tiền bạc của bạn á, đang được tích lũy, bạn thấy không? Đúng thời điểm là bạn có một cuộc sống như mơ ước, bạn có một cái nguồn thu nhập rất tốt, một cuộc sống đúng là đạt được cái ước nguyện về vật chất á, ước nguyện về điều kiện sống á, về tiền bạc á, bạn thấy không? Đạt được ước nguyện nè. Rồi có nhiều bạn thì cụ thể hơn nha, thông tin cụ thể sau đây nó sẽ trúng với một vài bạn nè. Giống như các bạn có khu vườn đó, bạn có thể có khu vườn nha. Rồi nhiều bạn làm công việc tại nhà nha. Đó. Wow, đạt được ước nguyện. Trời ơi, cứ kiên trì vượt những cái giai đoạn khó khăn thử thách đi rồi ước mơ thành hiện thực. Ôi trời. Rồi, còn á, ví dụ như mà các bạn cần phải học hỏi thêm về các trang mạng xã hội, thông tin truyền thông gì đó thì cứ việc học hỏi thêm nha. Ok, các bạn thấy không? Những cái ở đây mình cũng nhìn thấy nhiều em sinh viên lắm nè, nhiều em còn nhỏ trẻ lắm nè, thì rất là tuyệt vời nha. Tức là cái nguồn năng lượng của mấy em là tính sáng tạo rất là cao, nhiều những cái khác biệt đó. Cái kết luận của cái phần tụ ba nha, kết luận chung hết là đúng, ước mơ của bạn thành hiện thực á. Rồi, nhưng mà đây cũng là một hành trình vất vả, tại vì bạn cũng phải đi qua những giai đoạn hoang mang có, từ bỏ có, rồi áp lực nặng nề có, nỗi sợ có, kích hoạt nỗi sợ, kích hoạt tổn thương trong quá khứ, cũng đều đi qua những cái giai đoạn đó. Rồi, mình xin kết thúc thông điệp các bạn tụ ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều.